Huệ Thi, tên thật là Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1982 tại huyện Đài Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiện là hội viên Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ. Dù mới chính thức xuất hiện trên văn đàn trong thời gian gần đây, nhưng cây bút nữ xứ Quảng Huệ Thi đã gây được ít nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc với sự ra đời liên tiếp của các tập thơ Khát Khao, Bóng Quê, Đa Đoan hay Ngược Dòng. Làm thơ từ năm 12 tuổi, là cộng tác viên thường xuyên của các tờ Áo Trắng, Mực Tím. Huệ Thi đã có khá nhiều tác phẩm được chọn đăng trên các báo và tạp chí văn nghệ trong cả nước. Xếp Nhiêu Khê Muôn Trùng là một trong những bài thơ thể hiện được cá tính của người thơ cũng như gợi lên sự liên tưởng về cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc của nữ nhà thơ này. Em bắt đèn ngọn gió, sắp ngửa đêm ngại ngùng, thương bàn tay bé nhỏ, xếp muôn trùng Nhiêu Khê. Gió từ đâu trở dạ, rót em vào sa dông, long đong cười chắp vá, một bến buồn hư không. Ai buộc eo thanh vắng, thắt giả gió vào môi, lạnh lùng trăng vỡ lặng, nụ tình chắc đành thôi. Đêm trôi qua đời khóc, ước thể nào treo tan, lụy trắng trời mắt ngọc, má hồng lắm đa đoan. Em bắt đèn ngọn gió, sắp ngửa đêm ngại ngùng, thương bàn tay bé nhỏ, xếp muôn trùng Nhiêu Khê. Gió, gió từ đâu trở dạ, rót em vào xa giông, lòng đong cười chậm vã, một bên buồn hư không. Ai buộc eo thanh vắng, thắt thả gió vào môi, lạnh lùng trăng vỡ lặng, nụ tình chắc đành thôi. Đêm đi qua đời khóc, ước thể nào trẻo tang, lụy trắng trời mắt ngọc, mã hồng lắm đa đoan. Em bắt đèn ngọn gió, sắp ngửa đêm ngại ngùng, thương bàn tay bé nhỏ, xếp muôn trùng Nhiêu Khê. Gió, gió từ đâu trở dạ, rót em vào xa giông, lòng đong cười chậm vã, một bên buồn hư không. Ai buộc eo thanh vắng, thắt thả gió vào môi, lạnh lùng trăng vỡ lặng, nụ tình chắc đành thôi. Đêm đi qua đời khóc, ước thế nào trẻo tang, lụy trắng trời mắt ngập, mã hồng lắm đa đoan. Một chút thở than trách hờn, một chút đắng cay của cuộc sống cho những con người mạnh mẽ, cam chịu và đầy khí chất. Nhưng dù có muôn vàn đắng cay, trăm nghìn bão tố, họ vẫn đứng dậy bằng chính nội lực, không sẻ chia những khó khăn, sống một cách tích cực và vượt bao thử thách, dẫu đôi phút chạnh lòng. Đôi lúc muốn buông xuôi, đôi lúc cũng muốn yếu lòng, muốn tìm chỗ dựa.
nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Sống là để vươn lên, khó khăn không là gì nếu mỗi người có niềm tin và ý chí tích cực vào ngày mai. Tác giả bài thơ là người phụ nữ mạnh mẽ và gai góc đến nỗi chỉ lấy ngọn gió ra trách hờn. Hình tượng sắp ngửa đêm ngại ngùng cũng chỉ phần nào đạt tả sự cô đơn đến điên đảo, cô đơn không dám nói, chỉ dám thổ lộ cùng gió mây và bóng đêm. Bởi chỉ người đàn bà trong thơ hiểu rõ mình, nghe tiếng lòng nức nở những chua chát bi hài, ngỡ chừng đủ đầy đó, hạnh phúc lấp lánh đó. Nhưng thật ra chỉ là những chông chênh, chỉ có đôi tay mềm yếu, đang gánh gồng mưu sinh theo năm tháng, chỉ có chính đôi tay tưởng chừng nhỏ bé ấy, đang tự sắp xếp cuộc đời và tự cứu rỗi đời của chính mình mà chẳng thể dựa dẫm vào ai. Biết trách ai, hờn ai bây giờ, thôi đành trách hờn ngọn gió. Hình tượng gió làm chủ thể trong bài thơ, gió mát hay gió nóng, hay gió chỉ cần mạnh chút thôi sẽ thành bão giông. Ranh giới mong manh ấy, chỉ có thể những người đã đi qua ngày mưa tháng gió mới thấu rõ bi ai. Nhiều bạn hỏi rằng là cái hoàn cảnh như thế nào mà lại ra đời cái bài thơ Xếp Như Khê Muôn Trùng. Đây là một cái bài thơ mà Huệ Thi không phải là viết cho riêng ai, mà phải nói là chính là mình viết cho riêng chính cái cuộc đời của mình. Cho nên Xếp Như Khê Muôn Trùng ra đời vào những cái ngày Huệ Thi chào mừng một cái tuổi mới, và cái cuốn sách thứ tư của mình đó là nằm trong cái cuốn Ngược Dòng. Bài thơ ngay sau khi ra đời đã được người chú của nhà thơ Huệ Thi, thầy giáo Phan Văn Hùng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Văn Dư, huyện Phú Ninh phổ nhạc. Học chuyên về thanh nhạc, nhưng suốt nhiều năm qua, anh Phan Văn Hùng đã bắt đầu chuyên tâm sáng tác nhạc. Trong gia tài âm nhạc của mình, Phan Văn Hùng đã có gần hàng chục ca khúc viết về nhiều đề tài, giai điệu, lột tả cái đẹp của cuộc sống hiện hữu xung quanh. Bài thơ Xếp Như Khê Muôn Trùng trong tập thơ Ngược Dòng của Huệ Thi ban đầu được gửi để anh Hùng đọc, cảm nhận. Nhưng khi đọc bài thơ này, Phan Văn Hùng đã lập tức bị những câu chữ thôi thúc thăng hoa với âm nhạc. Trong cuộc sống, rồi cái sự đam mê văn thơ, và đến bây giờ Huệ Thi đã một thành nhà thơ. Và nó là nhiều bài thơ rất là hay được công chúng đón nhận, và trong đó đông đầy những tình cảm quê hương của người mẹ, kể cả cuộc sống hàng ngày. Bắt gặp trong bài thơ Huệ Thi nhiều bài thơ hay, nhiều câu thơ hay. Ban đầu thì định sáng tác phổ thơ với Huệ Thi một bài về quê hương, với Quảng Nam, Đại Lộc, hoặc là bài về mẹ. Tuy nhiên thì những công sức quá lớn, mình cũng không, chưa có kịp, chưa đủ để đong đài hết những cảm xúc quá thế. Và bắt gặp được cái bài Xếp Như Khê Muôn Trùng, thấy nó hợp với cái cuộc sống của mình, và những câu chữ, những câu thơ dường như là mình có thể chia sẻ được, ít nhất là với nhà thơ Huệ Thi, rồi cá nhân của Hùng. Mà Hùng nghĩ rằng cái chuyện chia sẻ này sẽ có những cái cùng cái đồng cảm với những người khác. Hùng nghĩ như vậy. Có những cái cơ duyên mà để cho nhạc sĩ và nhà thơ gặp nhau. Huệ Thi cũng như vậy, cũng gặp rất là nhiều các nhạc sĩ cảm được những cái dòng thơ của mình. Nhưng Xếp Như Khê Muôn Trùng thì may mắn được nhạc sĩ Phan Văn Hùng bắt được cái tư thơ. Không biết là có cái sự đồng cảm nào không, nhưng mà chính những cái lời thơ của Huệ Thi được phổ nhạc như được chắc cánh hơn. Nếu như bài thơ chưa thể chuyển tải hết được cái ý tứ của người viết, thì thông qua những ca từ chuyển thành giai điệu thì nhạc sĩ Phan Văn Hùng thật sự đã thổi hồn cho cái bài thơ của Huệ Thi, chạm đến trái tim người đọc cũng như chạm đến trái tim người nghe gần hơn. Tác phẩm được viết thể hiện tính khúc thức rõ ràng, từng câu nhạc chuyển tải nội dung hợp lý. Đoạn 1 gồm hai câu nhạc mang tính trữ tình tự sự. Âm chất được viết ở giọng mi thứ, buồn và sâu lắng.
Đoạn 2 là đoạn phát triển các tác phẩm vì có sự thay đổi về ly điệu, tạo ra nét mới và sự hài hòa của tác phẩm. Có thể nói, xét muôn trùng nhiêu khê, từ thơ đến nhạc là bản tình ca lãng mạn. Với nghệ thuật sử dụng giai điệu và hòa âm, bài hát đã mang đến cho người nghe cảm giác nhẹ nhàng, an nhiên và sự lạc quan vào cuộc sống. Tức là khi mình đọc cái bài thơ này, nhìn qua thì mình thấy giai điệu đã rất là, nó đã hiện lên giai điệu rất là rõ, dường như đã có ý nhạc. Và dường như nhạc sĩ chỉ khó những số chỉnh sửa một vài từ để cái giao điệu, để thay đổi cái ly điệu, tiết tấu, nó tạo ra cái bài hát nó khác một chút so với những cái giai điệu khác. Và cái bài này viết theo cái thể loại như là dòng bolero, hiện đại không phải làm theo thị hiếu, nhưng cái lẽ đây là một dòng hạt nhạc mà có thể là nó bất diệt. Từ xưa hồng nhỏ đã nghe rồi, từ hầu ở còn rất là nhỏ đã thích cái dòng nhạc này. Nhưng do thời gian quá xa rồi, mình cũng có những bài hát mới, vì tuổi trẻ mà cũng thích khám phá những cái mới cái hay. Nhưng mà mình đi mình khám phá nhiều, tìm hiểu nhiều thì nghĩ cái bài dòng mình đánh lại cái thể loại này theo dòng bolero, nhưng nó là điệu rumba. Em bắt đèn ngọn gió sắp ngửa đêm ngại ngùng, thương bàn tay bé nhỏ xếp muôn trùng nhiều khê. Gió từ đâu trở dạ, rót em vào xa giông, lòng đông cười chậm vã một bên buồn. Hãy buộc eo thanh vắng, thẫn thà gió bao môi, lạnh lùng trăng vỡ lặng, nụ tình chắc đành thôi. Đêm đi qua đời khóc, ước thế nào trẻo tang, lụy trắng trời mắt ngọc, mã hồng lắm đa đoan. Hãy buộc eo thanh vắng, thẫn thà gió bao môi, lạnh lùng trăng vỡ lặng, nụ tình chắc đành thôi. Em đi qua đời khóc, ước thế nào trẻo tang, lụy trắng trời mắt ngập, mã hồng lắm đa đoan, lụy trắng trời mắt ngập, mã hồng lắm đa đoan.